Hello bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với YouTube channel của ThanhNguyenAkon. Thì hôm nay mình và các bạn trong câu lạc bộ phát triển chiều cao của mình sẽ thực hiện cho bạn những cái bài vất cao tăng chiều cao tại nhà ngày hôm nay nha. Thì cái video này mình đã quay từ trước Tết rồi, nhưng mà giờ mình mới có thời gian đăng. Thì bạn nào muốn thuê mình làm huấn luyện viên cá nhân á, muốn mua một khóa tập online á, thì hãy kết bạn phía dưới phần link mô tả để liên hệ với fanpage của mình nha. Ok, chúng ta bắt đầu nè. Well done.